thả neo để giữ tàu. Đây view này mới đẹp này các bác này, đi quay cặp cảnh này view mới đẹp. Trông cũng khủng như vậy ông bác, bốn canh ra rộng như này. Quay gần cho bác xem nhá. Đây đang thả neo đây. Toàn cảnh con tàu. Nay anh em đang buộc lại dây ganh các bạn. Ngọn ganh, bốn ngọn ganh đều ra như này các bác nhé, trông chất không? Bốn ngọn ganh đều ra sừng sững này, làm thành cái vó để chụp chụp mực, quá đẹp. Nay vào một buổi trưa, gió hiu hiu, đầu mùa thu. Cây ganh đang tời đang chuyển động các bác này. Anh quá đẹp. Người lính biển leo tít ngọn giàn các bác này, nhìn thấy trông sợ không? Người bé như con kiến trên con tàu 36 mét lên để lân dây. Người đó này. Đúng là những người lính biển. Người trên tàu bây giờ chỉ nhìn bé như một con kiến thôi. Lại trèo xuống mọi người. Đấy. Đi như đi trên bờ. Đấy, các bác nhìn thấy mấy anh em đang đứng ở trên cây ganh không? Bốn anh em để chẳng cát các bác nhé. Cây ganh này dài 36 mét, dài bằng tàu luôn. Các bác nhìn tàu Hải Âu một đẹp mà. Tàu dài 36 mét, 36 cây ganh dài 36 mét luôn. Cái này không biết trải bao nhiêu mét vuông. Rộng bốn ganh ra chụp này. Tầm này nắng chiếu thẳng vào tàu nhé. Quay phim tầm này mới đẹp. Anh em toàn leo tít ngọn giàn cao cao so mặt nước biển này các bác này. Con tàu này cũng không thua tàu Trung Quốc ra gì, trong khi cả nước bây giờ ngành cá đã đang hạ nhiệt thì Hải Phòng vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh các bác nhé. Đây, toàn cảnh con tàu Hải Âu 01. Đây là phần lái của Hải Âu 01 các bác nhé. Trông tê dại rất là nhiều, trông cái ganh mà nó bình minh về trên cảng cá.
Bây giờ là 5 giờ chiều, nước đã rút đấy các bạn ơi. Con tàu đang đổ ở cảng. Và ngắm toàn cảnh con tàu nhé. Hải Âu 01, niềm tự hào của lập lệ Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây, cận cảnh từ mũi lái luôn này. Đợi ra hai gành nữa mà mãi chưa bắt xong dây nên thôi giờ em đi về, chờ từ chiều đến giờ cũng được. Cái gành dài như này, bốn cây như này thôi cũng nhiều. Trời, giang gành rộng bằng nửa con sông luôn, bốn gành dài như này, bốn gành dài 36 m với tàu đó. Quá đẹp các bạn ạ. Lâu lâu mới thấy con tàu đổ view đẹp như này.